tại sao đẳng cấp bóng đá Việt Nam còn thấp? Nguyên nhân làm đẳng cấp bóng đá Việt Nam còn thấp gồm: thứ nhất, trình độ huấn luyện viên nội đạt đẳng cấp cao khá ít, trong khi các nước có nền bóng mạnh như châu Âu ở một câu lạc bộ nhỏ họ cũng có thể gặp những huấn luyện viên đạt trình độ thế giới. Thứ hai, tầm vóc, sức mạnh, tốc độ của người Việt Nam còn hạn chế nên khi tranh chấp bóng đối với các đội bóng lớn bị bất lợi. Thứ ba, trình độ kỹ thuật cá nhân của Việt Nam cũng tương đối, nhưng trình độ phối hợp nhóm trong tranh cướp bóng và triển khai tấn công còn ở mức căn bản theo từng sơ đồ chiến thuật mà chưa có đột phá, như kỹ thuật Tiki-Taka và pressing chưa có bài vở rõ nét. Thứ tư, tư duy chiến thuật, đọc trận đấu của tuyển thủ quốc gia mới đạt trình độ học trò chưa đạt trình độ bậc thầy dù thấp nhất như đạt bằng kê huấn luyện viên. Ví dụ, trong lớp học bằng C tại Đồng Tháp, có nhiều huấn luyện viên đã từng là cầu thủ. Giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe thử ý kiến của họ về sự khác biệt là như thế nào nhé. Phạm Văn Quyến và Đặng Văn Thành cùng một số cầu thủ khác là những học viên tham dự khóa học bằng C tại Đồng Tháp. Trong đó, Văn Quyến và Văn Thành là hai cái tên nổi bật nhất khi còn là cầu thủ. Sau khi giả từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, thì cả hai đều chọn cho mình một hướng đi khác, chính là trở thành huấn luyện viên bóng đá. Trước kia mình nghĩ ở cái lớp bằng C ấy, nó chỉ là cái hình thức, cái điều kiện cần để mình làm huấn luyện viên. Nhưng bây giờ mình đi học thực tế qua 6 buổi học, mình thấy quá bổ ích, quá cần thiết. Cái lượng kiến thức nó không xa lạ, nhưng mà mình thấy rất nhiều cái mới trong đấy, rất nhiều cái bổ ích. Trước mình là cầu thủ ra, rất nhiều giáo án tập mình đã được tiếp xúc và mình cũng ghi chép lại. Nhưng mà bây giờ mình đi học mình thấy nó có rất nhiều cái đổi mới theo cái thời bây giờ. Nó phù hợp với cái bóng đá hiện đại bây giờ hơn. Đấy nó rất là bổ ích để bắt kịp.